Đó. Chiều nay mình đi quay khu vực này mình xem có được con gà nào không nha. Và có con gì mình sẽ bán con nấy. Cần là cần QC102 14 inch. Kẹo 5.5. Kẹo Yippee. Chú chắc cái cảnh nó sao bán đủ cần sợ đủ mà gió quá rớt đầu rớt rồi đúng. Ba con luôn. Ba con. Rớt một con nữa đó. Cái nào rồi ta? Cái thứ mấy? Để mẹ em tia chứ. Thấy rồi, thấy rồi. Gió quá. Không. Trúng luôn mà sao không? Để mình cụ. 1, 2, 3, 4, 5. Mẹ. Trời ơi.